Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com và em là Kiên Xe Đạp. Và trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều các bác hỏi những cái chiếc xe đạp đua giá rẻ, bình dân, nói chung là chỉ để nhu cầu là để đi lại bình thường thôi. Thì em cũng đã có một cái số các cái chiếc xe về phục vụ các bác. Và trong video này tiếp tục là một chiếc xe đạp đua bình dân, giá rẻ và cấu hình chỉ vừa đủ để các bác rèn luyện thể thao, đạp loanh quanh nhà mỗi ngày khoảng 3-5 cây. Thì nó là chiếc xe gì thì xin các bác theo dõi cái chi tiết của chiếc xe trong video ngày hôm nay. Vâng, như các bác đang nhìn thấy trong khung hình đây, chiếc tổng quan của chiếc xe đạp đua giá rẻ hiệu Chinix. Thì trong những năm trở lại đây thì ở Việt Nam cũng được rất là nhiều người sử dụng, rèn luyện thể thao sử dụng. Hiệu Chinix này thì là một cái hiệu được thiết kế tại Ý và sản xuất ở những cái nước có nhân công giá rẻ như là Trung Quốc và Đài Loan. Thì nó sẽ thiên về cái dòng này thì nó thiên về dòng cấu hình bình dân. Size của chiếc xe này là size 18 và các cái, như các bác đã biết thì các cái xe đạp, các cái hiệu khác nhau bây giờ trên thế giới thì đều sử dụng bộ chuyển động của Nhật Bản, đó là bộ chuyển động Shimano, nhưng mà người ta chỉ khác thương hiệu thôi. Và ngoài ra thì các cái xe giá rẻ thì cũng rất là đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu thường ngày như là tập thể dục và đạp một vài cây để mà rèn luyện sức khỏe của các bác. Đây là tổng quan chiếc xe đạp Chinix, xe đua giá rẻ, có bán tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com và em Kiên Xe Đạp đang bán. Đó là giá của xe là có rất là rẻ thôi. Thì chúng ta cùng đi về chi tiết của chiếc xe. Thì chiếc xe thì có cấu tạo là khung bằng nhôm, các bác có thể nhìn thấy là khung bằng nhôm, mối hàn rất là to, đúng không ạ? Sơn thì em đánh giá là sơn này thì cũng khá là đẹp, không bị xước nhiều. Sơn này còn khoảng 90%. Size là size 18. Size 18 ạ, size 18. Xe thì đằng trước được trang bị một cái đùi đĩa 2 tầng cơ bản thôi. Đấy. Gạt đĩa là Shimano. Và đằng sau là đùa lip 7 tầng. Gạt đĩa là Shimano Tourlay JZ. Lốp 700C. Vành cũng là của Chinix luôn ạ. Về phần yên, chúng ta có yên dáng rất là xe đua. Chúng ta đi đến phần tay cầm của chiếc xe. Tay cầm của chiếc xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 7 cấp. Bên tay lái thì chúng ta chuyển bằng số là cách gạt lên và hoặc là gạt xuống, rất là tiện lợi. Và bên này cũng thế ạ, chuyển đĩa thì bên chúng ta gạt lên hoặc là gạt xuống. Thì xe này có một cái tiện lợi đó là được trang bị tay phanh phụ. Chúng ta có thể cầm hai bên tay phanh chính và tay phanh phụ, hai tay phanh thì đều có tác dụng là như nhau. Đấy, tác dụng như nhau cho nên là chính phụ đều được. Chúng ta có thể cầm ở đây, hoặc chúng ta có thể cầm ở đây, hoặc chúng ta có thể cầm ở đây, rất nhiều tư thế luôn ạ. Về phần đằng trước thì chúng ta có càng, được trang bị là càng thép, rất cứng cáp. Cũng vành bánh 700C đồng bộ với đằng trước. Đây là tổng thể của chiếc xe. Xe đạp Chinix giá rẻ được bán tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng với giá là 4 triệu đồng. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0975 709 943. Em xin nhắc lại là số Zalo 0975
709943. Đây số em đây ạ. Đây số em đây ạ. Số em đây. Số Zalo của em nhá. Các bác có gì quan tâm thì liên hệ với số em. Vâng, và em đã review xong chiếc xe đạp thể thao đua giá rẻ hiệu Chinix. Giá là 4 triệu đồng. Các bác quan tâm thì liên hệ với Zalo em theo số 0975709943. Và em là Kiên xe đạp. Nếu các bác quan tâm đến các cái xe đạp thể thao khác, hay là những cái video hướng dẫn sửa chữa, sử dụng, hay là phân biệt các cái đồ thật giả của xe đạp thể thao và các cái tin bài khác liên quan đến xe đạp thể thao, thì các bác ở trên Facebook hãy ấn kết bạn với em ở tài khoản Kiên xe đạp. Còn nếu ở trên YouTube, các bác ấn đăng ký kênh Xe đạp Hải Phòng để cập nhật những cái video mới nhất ra. Và ngoài ra em còn bán thêm một mặt hàng, đó là đồng hồ sách tay từ Nhật Bản có với các cái thương hiệu nổi tiếng như là Seiko, Orion, Citizen. Nếu các bác quan tâm thì các bác hãy lên Facebook tìm YouTube, và trên Facebook tìm, các bác tìm là Kiên đồ cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ, trước những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và em xin cảm ơn các bác đã xem, dành thời gian xem video của em, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.